Ngày 3 tháng 2, công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh khám xét hai điểm kinh doanh của bà Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, 39 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên là chủ hai tiệm neo tại phường 6 và phường 7, thành phố Trà Vinh. Năm 2018, nguyên đứng ra làm chủ hội rồi huy động hội viên góp hội từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Sau thời gian làm chủ hội, nguyên tạo được uy tín của nhiều người chơi hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2021, nguyên mở thêm nhiều dây hụi như hụi ngày, hụi ba ngày, hụi tuần, hụi nửa tháng và hụi tháng có giá trị từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng. Đến ngày 5 tháng 11/2021, do bảy hụi nên nguyên bỏ trốn. Tại thời điểm bảy hụi, nguyên còn 130 dây hụi. Sau đó có khoảng 200 hội viên làm đơn tố giác vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyên với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã vào cuộc xác minh và xét thấy vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại lớn, dư luận xã hội quan tâm và gây bức xúc trong nhân dân. Ngày 14 tháng 1, 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ. Qua thời gian đấu tranh chuyên án đến ngày 18 tháng 1, 2022, cảnh sát đã thu thập đủ chứng cứ, xác định hành vi của Nguyên cấu thành tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt bị can tạm giam. Đến ngày 2 tháng 2, 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh truy bắt được Nguyên tại phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.